mọi người, hôm nay hai mẹ con xíu muội sẽ ăn cái món bún đậu nước tương nha. Còn muội thích ăn cái đậu này chấm nước tương lắm, thì rất là muội ngon không con? Cắn từ từ thôi, mẹ chiên giòn lắm. Đây, đậu hũ mình chiên cực kỳ giòn luôn nha. Nên mình ăn với cái rau ngò. Và các bạn nha, ăn đơn giản mà ngon nha. Cái tương này mình pha thêm chanh đường với ớt chua chua ngọt ngọt. Chua ngọt ngọt mà cay cay cũng ngon quá. Ngon quá trời ngon luôn. Ngoài ngoài đường lộ người ta bán bánh mì nóng. Mọi thèm ăn bánh mì nóng rồi. Ăn bún đậu. Ai cắn vậy? Không phải là con nha. Ai cắn? Không biết. Ngon quá mọi ơi. Con chơi chút nha. Mỗi lần ra thử đi chơi nữa. Miếng đậu chiên vàng tươi luôn, bốn mặt đều giòn hết nha. Chấm với nước tương. Gà ăn rồi muối. Muối ơi. Ngon quá muối ơi. Nó ra ăn nữa nè. Giòn ngon quá. Gì vậy? Con gì vậy? Hết rồi. Con gì mẹ coi? Này giống con tắc kè quá. Tắc kè. Tắc kè mà dám kêu là ế. Cay quá. Cay bá rồi. Nước tương thôi cay. Mà có chấm ít ít thôi, chấm nhiều quá thì cũng hả. Thấm rồi, thấm dữ rồi. Không, cắn luôn. Cắn nghe được không? Đây. Nước tương của muội thì đâu có bị cay đâu. Cay quá. Nó ngon. Bún ơi. Bỏ ở đây hả? Bỏ dĩa con hả? Gấp ăn. Rồi được rồi. Ăn hết đi nữa. Mẹ đừng có dính nữa. Cuối cùng cũng dính. Ngon quá, ngon ngon quá. Sao mọi người phát biểu ý kiến đi. Ngon quá chừng ngon. Ngon. Cái món đơn giản, vừa đơn giản vừa tiết kiệm vừa dễ làm nữa mà vô cùng ngon. Mọi mê luôn. Dài quá con rồi, rớt luôn. Rớt luôn rồi. Nhắc này ăn thì bỏ thôi. Thấy rồi, ăn mà thấy mê luôn. Dính nước luôn. Ăn đã không thèm không? Ăn. Rồi gớt vô đó luôn, mặn luôn rồi đó. Cẩn thận gấp ra từ. Nè mẹ đút nè. Thả từ ra. Để mẹ lấy đậu hũ cho con ăn, con cắn ra. Thả miệng cắn luôn. Rồi đi luôn. Các bạn ơi, vậy là cái video ăn bún đậu nước tương của mẹ xí muội đến đây là kết thúc nha. Bye, chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, may mắn và bình an nha. Bye. Mẹ đút đậu hũ cho con đi. Con đút không con ăn rồi. Con cắn ra nha, cắn. Cắn mạnh ra. Cái da nó. Ngon không? Ngon. Ngon.